như thế này là đang không nghe qua Equalizer các bác nhé. Rất là hay. Ở đây là một con Equalizer DBX 1231 hàng của Mỹ. Con này đã đổi nguồn, trước của nó là điện 120V, nhưng con này đã đổi nguồn thành 220V, rất là tiện lợi khi sử dụng. Các bác có cắm điện 220 cũng không phải là nỗi lo khi mà mình bị cắm nhầm điện. Đấy. Cắt đến đâu mình cảm nhận được luôn đến đấy, cắt rất là sâu, tiếng rất là sáng, sạch sẽ, chi tiết. Con Equalizer này đang test cho một bác Quốc, tên là Quốc ở đâu nhỉ? Ở 496 19A Võ Văn Kiệt, Khánh Xuân, Đắk Lắk. Con lọc của bác đây nhá, đẹp xuất sắc, đẹp kinh khủng luôn, rất là hay, rất là hay luôn đấy. Chơi những con Equalizer như này thì không phải đắn đo về cái vấn đề chất lượng nhạc nó có chất lượng hay không, thì nó cũng phải phụ thuộc vào những cái thiết bị âm thanh khi chúng ta phối ghép. Đấy, ghép những con Equalizer nó hay thì nó sẽ đem lại chất âm hay. Chi tiết từ từ các bác đợi em tí, xem cái nhạc. Nhiều khi quên đi mà mở nhạc kia là nó sập nguồn, sập kênh ngay. Âm thanh rất là chi tiết, rõ nét. Con đẩy em đang ghét là con đẩy Martin 24 sò sắt và bù áp là 4 sò MG. Con này cũng rất là tuyệt vời này, con này rất là hay nhá. MA 2.8 24 sò sắt, con này giá là 26 triệu nhá các nhá. Con này giá 6 triệu. Đây, con lọc của bác Quốc đây nhá. Ở cái phần mặt đằng trước này, mặt đằng trước thì chỉ có xước tí ti thôi. Đây. Đấy. Nó bị xước tí ti thôi. Đấy, còn đâu đẹp hết. Đấy. Tất cả cần các thứ còn nguyên nhá. Đấy. Đẹp như này mà. Đây, cả lắp lưng của nó này. Đấy. Tất cả bên trong còn zin đều hết nhé mọi người nhé, zin đều hết. Đấy, hàng của Mỹ. Đấy. Trước nó chạy điện từ 100 đến 120V. Hàng này hàng xịn, nếu con này chơi thì không thể nghĩ nhé. Rồi, ok, xin chào mọi người nhá. Em thì còn rất là nhiều những con ý quan như của Hàn Quốc, rất là đẹp. Equalizer của Hàn này, đấy, nhiều lắm. Đấy, rất nhiều luôn. Rồi là của Anh Quốc, Clark Technic. Đấy, Clark Technic này. Đây là những cái dòng Equalizer phải nói là đình đám, dành cho những anh em đi làm sự kiện, âm thanh lớn, cũng như chơi gia đình, rất là ok. Còn đây là những dòng bình dân, đấy, tầm hơn 1 triệu. Cái dòng của Mỹ đây, con này với con DOD nó cũng như nhau nhá. Rồi dòng con S, E, R này cũng thế. Ồ, giờ mới nhớ hôm trước bác nào chuyển cho em 500.000 đặt cái con lọc này nhỉ. Quên mất búa rồi. Xong. Rồi, xin chào mọi người.